Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông, Úc ở Indonesia điều quân chống Trung Quốc. Biển Đông nóng như chảo lửa mỗi ngày khi các quốc gia liên quan lần lượt có những động thái cứng rắn với yêu sách phi pháp của Trung Quốc. Trong khi Úc phản đối yêu sách trên Biển Đông của Trung Quốc lên Liên Hợp Quốc, thì Indonesia đã tổ chức tập trận tại vùng biển chiến lược này để thách thức cường quốc châu Á mới nổi với tham vọng bá quyền trong khu vực và thế giới. 10 ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chính thức công bố bản lập trường của Hoa Kỳ về yêu sách tại Biển Đông vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, phái bộ thường trực của Úc đã gửi cung hàm lên Liên Hợp Quốc vào ngày 23 tháng 7 năm 2020 phản đối yêu sách của Trung Quốc tại vùng biển này. Đây là hình ảnh chụp công hàm của Úc gửi lên Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Trong công hàm gửi lên Liên Hợp Quốc vừa qua, phái đoàn thường trực của Úc lên án Bắc Kinh tự vẽ đường chín đoạn, đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông là không có cơ sở pháp lý và không có giá trị theo phán quyết của Tòa trọng tài La Hay vào năm 2016, chiều theo Công ước Liên Hợp Quốc Luật Biển 1982 UNCLOS. Cũng trong công hàm, chính quyền Úc bác yêu sách của Trung Quốc về các quyền lịch sử hoặc quyền lợi hàng hải được thiết lập trong suốt quá trình hoạt động lâu dài trong lịch sử. Canberra cũng khẳng định đường cơ sở được Trung Quốc tự vẽ, tức là đường chín đoạn, là không phù hợp với UNCLOS. Vì vậy, Úc bác bỏ mọi đòi hỏi của Trung Quốc đối với vùng biển, nội thủy, lãnh hải hoặc thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế dựa trên bản đồ này. Chính phủ Úc cũng không chấp nhận bản ghi chú vào ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Trung Quốc khẳng định chủ quyền của nước này đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi. Thêm vào đó, Canberra đã khuyến khích tất cả các bên đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, trong đó có Trung Quốc, làm sáng tỏ những yêu cầu hàng hải và giải quyết những tranh chấp theo con đường hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Trước đó, Hoa Kỳ, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia cũng đã gửi công hàm phản đối những đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Và giới quan sát nhận định công hàm mà phái đoàn thường trực của Úc gửi lên Liên Hợp Quốc để bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông mang tính chất mạnh mẽ, khác thường. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài báo trên tờ Thời báo Hoàn Cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm đe dọa Úc sau khi yêu sách Biển Đông của Trung Quốc bị nước này thẳng tay bác bỏ. Công hàm thể hiện sự nghiên cứu chi tiết tình hình tranh chấp của Biển Đông để đưa ra những luận điểm phản đối cùng những căn cứ pháp lý rất cụ thể. Dựa trên phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực La Hay, Úc đã bác bỏ toàn bộ yêu sách của Trung Quốc dựa trên quyền lịch sử. Dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, Úc đã phủ nhận giá trị của việc Trung Quốc vẽ đường cơ sở thẳng nối các điểm ngoài cùng của các thực thể hoặc nhóm đảo ở Biển Đông mà nước này tự nhận là của họ, rồi sau đó dựa trên đó để thể hiện yêu sách cùng vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Úc còn phủ nhận việc Trung Quốc cho rằng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi, trong khi viện dẫn các công hàm phản đối từ Việt Nam và Philippines trong thời gian gần đây. Hai ngày sau khi Úc chính thức gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc đề vào ngày 23 tháng 7 năm 2020, bác bỏ mọi yêu sách chủ quyền trên biển của Trung Quốc tại vùng Biển Đông mà không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 7 năm 2020 đã phản ứng gay gắt và như thông lệ đã lớn tiếng đe dọa Úc là sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất về mặt kinh tế. Trong một bài bình luận đăng trên trang web của mình, tờ Hoàn Cầu Thời báo được cho là cái loa của Bắc Kinh đã cho rằng nước Úc đã thiếu khôn ngoan khi leo lên con tàu bị thủng của Mỹ để xen vào vấn đề Biển Đông. Đối với tờ báo, trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Úc hiện đang xấu đi đáng kể, nếu Úc tiếp tục theo sát Washington và khiêu khích Bắc Kinh, thì thiệt hại đối với Úc nên được dự kiến không chỉ về quan hệ chính trị mà kể vào quan hệ kinh tế. Tờ Hoàn Cầu Thời báo đã cụ thể hóa lời đe dọa bằng việc đề cập đến khả năng đánh vào sản phẩm nông nghiệp nhập từ Úc như thịt bò và rượu vang, giống như đại sứ Trung Quốc tại nước này từng cảnh báo khi Úc tỏ ý ủng hộ một cuộc điều tra về nguyên nhân của đại dịch cách đây vài tháng. Và trước khi Úc gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc bày tỏ lập trường của mình về yêu sách Trung Quốc, thì chiến hạm của Úc đã chạm trán với tàu Trung Quốc trên Biển Đông. Đây là hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cùng các chiến hạm Nhật Bản và Úc đang diễn tập trên biển Philippines vào ngày 21 tháng 7 năm 2020. Sự việc diễn ra vào giữa tháng 7
nhưng đến một tuần sau đó, chính quyền Úc mới xác nhận rằng trong một chiến dịch triển khai trên biển đã xảy ra sự tương tác bất ngờ giữa chiến hạm của Úc với tàu chiến nước ngoài và Hải quân Úc đã hành xử một cách chuyên nghiệp, an toàn. Và chính quyền Úc không nói rõ là vụ chạm trán xảy ra cụ thể ở đâu, nhưng hãng truyền thông Úc ABC, cơ quan đầu tiên tiết lộ sự cố cho biết là các chiến hạm Úc đã gặp tàu Trung Quốc khi di chuyển tại Biển Đông, trong đó có đoạn đường đi gần quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, theo hãng truyền hình ABC, có lẽ tàu chiến Úc không đi vào vùng bên trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo. Cũng vào ngày 5 tháng 7, 5 chiến hạm Úc bao gồm các chiến hạm Hamas, Gabriela, Hobart, Stuttgart và Utena và Sigrus đã rời cảng Darwin miền Bắc nước Úc để tham gia một cuộc thao diễn với Hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản ở vùng biển Philippines trong tuần trước, trước khi đến Hawaii tham gia cuộc tập trận đa quốc gia quy mô lớn Rim Park do Mỹ tổ chức. Cho dù đã cố gắng giảm nhẹ tính chất nghiêm trọng của sự cố, Bộ Quốc phòng Úc vào hôm 23 tháng 7 vẫn tái khẳng định là Cabrera thường xuyên làm việc đối với các đối tác khu vực để đối phó với các thách thức về an ninh và Úc luôn gắn bó với một Ấn Độ-Thái Bình Dương an ninh và rộng mở. Và kể từ tuyên bố lập trường bản lề của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, các nước ASEAN đã có những động thái cứng rắn hơn với Trung Quốc. Vào hôm 24 tháng 7, Hải quân Indonesia cho biết 24 tàu chiến của Indonesia đã tham gia đợt thao dượt 4 ngày ở Biển Đông nhằm thách thức các yêu sách đường chín đoạn của Bắc Kinh. Đây là hình ảnh quần đảo Natuna của Indonesia. Đợt diễn tập bắt đầu từ hôm thứ Ba ngày 21 tháng 7. Trong số 24 tàu chiến tham gia có 2 tàu khu trục tên lửa và 4 tàu hộ tống. Ngoài ra, Indonesia còn huy động trong đợt tập trận này được coi là phức tạp nhất 2.000 quân nhân, 19 máy bay và 18 xe tác chiến. Đợt diễn tập trên biển lần này được tiến hành cùng với hoạt động huấn luyện trên đất liền. Một phần của cuộc thao dượt được tổ chức gần quần đảo Natuna của Indonesia. Đường ranh giới vùng đặc quyền kinh tế xung quanh quần đảo Natuna trùng với bản đồ đường chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền. Trang tin Nikkei Asia Review vào ngày 25 tháng 7 năm 2020 đã dẫn lời chuẩn đô đốc Ahmad Peri cho biết hoạt động của quân đội Indonesia không bị ảnh hưởng vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong một thông cáo, Hải quân Indonesia cho biết cuộc diễn tập gần quần đảo Natuna lần này nhằm xây dựng các phương án và chiến lược bảo vệ Natuna. Quần đảo Natuna cũng là một trong khu vực mà Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định khu vực này nằm ngoài quyền tài phán của Trung Quốc trong thông cáo vào hôm 13 tháng 7 năm 2020. Cũng trong một bức thư gửi cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hồi tháng 5 năm 2020, Jakarta đã bác yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc vì yêu sách này thiếu cơ sở pháp lý quốc tế. Và cuộc tập trận của Indonesia được coi là bước đi tiếp theo của nước này sau khi từ chối đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông hồi tháng 6 trong một đường lối cứng rắn với Trung Quốc. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Indonesia Rento Marsudi. Ngoại trưởng Indonesia Rento Marsudi vào hôm 18 tháng 6 tuyên bố lập trường của nước này là dựa theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nước này không có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc ở Biển Đông nên không có lý do để đàm phán với Trung Quốc. Bà Rento cũng đưa ra tuyên bố này sau khi Trung Quốc vào ngày 2 tháng 6 gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc mời Indonesia đàm phán về cái gọi là những tuyên bố chồng lấn về các quyền và lợi ích ở Biển Đông. Đáp lại trong công hàm gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vào ngày 12 tháng 6, Indonesia đã lập luận các thực thể trong quần đảo Trường Sa không được hưởng quy chế vùng đặc quyền kinh tế hay thêm lục địa nên không thể có sự chồng lấn vùng đặc quyền kinh tế hay thêm lục địa của Indonesia. Cũng vào hôm 16 tháng 7 năm 2020, tại Jakarta trả lời câu hỏi của các nhà báo nước ngoài tại cuộc họp báo trực tuyến, Ngoại trưởng Indonesia Rento Marsudi đã bày tỏ quan ngại về các diễn biến gần đây tại Biển Đông. Ngoại trưởng Rento nhấn mạnh hòa bình và ổn định ở Biển Đông là hy vọng của mọi quốc gia, nêu rõ việc tôn trọng luật pháp quốc tế bao gồm UNCLOS 1982 là mấu chốt để biến Biển Đông thành vùng biển hòa bình và ổn định. Người đứng đầu của ngành ngoại giao Indonesia cũng tiếp tục nhấn mạnh như sau. Quan điểm của Jakarta về Biển Đông rất rõ ràng và nhất quán. Việc tôn trọng luật pháp quốc tế bao gồm UNCLOS 1982 là vấn đề mấu chốt và cần được tất cả các bên duy trì. Ngoại trưởng Rento nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm tất cả các quốc gia đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và kêu gọi tất cả các nước kiềm chế mọi hành động có thể gây leo thang căng thẳng trong khu vực. Và mặc cho lo ngại của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn quyết định tập trận bắn đạn thật ở bờ Tây
bán đảo Lôi Châu gần đảo Hải Nam sát vịnh Bắc Bộ trong vòng 9 ngày từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8. Đây là hình ảnh máy bay tiêm kích ném bom JH-7 của Trung Quốc được cho sẽ tham gia diễn tập ở vùng biển phía Tây bán đảo Lôi Châu. Trong thông báo vào ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cuộc tập trận được tiến hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có quy mô rộng từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7. Giai đoạn 2 từ 28 tháng 7 cho đến ngày 2 tháng 8 được tiến hành ở một khu vực có bán kính 8 km. Quân đội Trung Quốc cảnh báo tập trận bắn đạn thật rất mạnh nên cấm mọi hoạt động đánh bắt cá và lưu thông hàng hải trong vùng cho đến hết Chủ nhật ngày 2 tháng 8. Theo Song Cho-kin, một nhà phân tích quân sự ở Hồng Kông, đây là một đợt tập trận thông thường quân đội Trung Quốc để nâng cao khả năng chiến đấu, nhưng cũng có thể mở đầu cho cuộc tập trận đổ bộ lên bãi biển được dự kiến vào tháng 8 tới đây. Và quân đội Trung Quốc đã tăng cường các cuộc tập trận sau khi Hải quân Mỹ điều hai đội tàu sân bay tiến hành nhiều cuộc tuần tra chung ở Biển Đông để bảo vệ lưu thông hàng hải. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 27 tháng 7 năm 2020 với bản tin Biển Đông, Úc và Indonesia điều quân chống Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube, Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.